Bạn, mình là Tiến, thì hôm nay mình xin giới thiệu một cách mà thay thế cái mũi khoan của xe con 1560 thành cái bút. Bây giờ mình sẽ dẫn bạn thay thế như thế nào. Bắt đầu nhất là cái đục hạ này đây rồi. Can we ride in this moment? Can we ride? Hãy cài dùng lớp con. Cái này sẽ cũ đã lâu rồi, khá là cứng. Thấy không? Thì cái này là cái dây điện của cái động cơ này. Bên trong có một cái động cơ motor. Cái này là một con có đi. Thì nhưng cách của xe cẩu nó rất đơn giản, nó chỉ cơ động cốt này thôi, không có gì nhiều. Tạm dừng mở thử này có gì bên trong nhé. Mở thử như vậy, rất là cứng. Bên trong của cái xe con nó chuyển từ cái quay này, nó sẽ làm cho cái trục khoang nó sẽ tự động nó xuống này. Tiếp theo là mà mình lắp cái khoang này á, thay thế khoang này tháo dỡ cái motor này ra, cắt một miếng để có kết bỏ rồi thôi. Cái sau này mình còn cái khoang các bạn nhớ dùng cái coi gì cũng được, không có chạm vào cái gì. Cho bạn xem cách mà thay đó như nào thôi, còn mà thay đó đẹp thì bạn nhớ quẩn lại. Trước tiên đó, các bạn để ý nha. Trong cái xe con nó có hai trục này, thì trục hình trộn này, hình du này, trụ du này, thì nó có năng truyền chuyển động ở phía dưới, ở phụ tròn như ở phía trên. Đúng, 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 đúng,